Xin chào cả nhà nha. Phía cửa nhà của chị ông Lon cả nhà. Hôm nay xuất hiện hai chị gái ha. Nàng tiên cá. Đây là người. Qua đây mát mẻ đó. Nắng quá mọi người rồi. Chết kìa chạy. Anh nào quay cho em cái thứ nhất anh. Huy quay cho em. Rồi cảm ơn tấm cho. Rồi em chào anh chị trong nước ngoài nước nha. Hôm nay thực sự là người đẹp Lily có hai viên bi và người đẹp tiểu tử. Đó em gái của Hồng Loan ủng hộ. Hôm nay là ngày 27 tây rồi em ơi, tháng 11 rồi. Còn có nữa, còn có hơn ai. Còn hai mươi mấy ngày nữa chuẩn bị anh nuôi em tới rồi đúng không mọi người? Đó, đem nuôi em, đem nuôi em, ta hãy cùng vui lên. Đem sao, đem sao, đem sao, đem mình ngày trước sinh ra thì ta hãy thích chứ. Đừng gãy gốc, đừng gãy gốc, đừng gãy gốc. Thắp gốc mà thích gãy nữa. Để tôi gãy rồi. Ngày hôm nay muốn bò không? Không, không hôm nay hai chị gái cũng đến đây cả nhà, đến đây để không biết là có trò diễn gì đây. Nói chung là mình cũng thấy hơi phản cảm nhưng mà cũng quay cả nhà xem có nhận xét về sao chứ bây giờ mình không biết thế nào cả nhà. Nói chung là cũng có nhiều cái nó hơi phản cảm lố lăng trước công chúng. Mình thì không phải đi quay những người này, mình đi quay chị Hồng Loan, quay buôn bán thôi. Còn với những người này thì mình cũng sẽ quay nhưng mà sẽ đưa thức khác đó nha. Cái nhà có gì cứ bình luận cho trên mình nha để mình sẽ có nhiều cái hay. Hồi đó em thăm em sợ đau em không dám. Em nhìn nhát lắm. Sợ đau. Ồ em sợ lắm. Chích chút xíu à. Em sợ đau em không dám. Sợ đau lắm hả? Đúng rồi. Từ hôm nay đưa 5 tỷ tới mua ủng hộ Hồng Loan hay sao ạ? À em cũng đi qua ủng hộ gái Hồng Loan chút xíu. Mua của em gái Hồng Loan. Bị qua mua ủng hộ buổi chiều nắng đi quá trời nắng. Trời ơi đi nắng quá trời luôn á. Hôm nay chị đẹp tặng Hồ Văn văn nghệ cái một văn nghệ gì vậy? ETH hả? ETH gì nè? ETH bản trời mất cờ luôn đi. Anh xin đi chung nhỏ. Gái mới lớn mà, gái mới lớn mà. Hát cái bài làm dâu xứ lạ đi. Gì hả? Làm dâu xứ lạ. Được không? Nhưng mà đi đi nếu phải nhưng mà đi đi phải có một cái clip nào cũng có ca là toàn thể hai chương trình đang theo dõi buổi tăng cường đi nào dừng dừng cái người bài gì bài gì Lily rồi bây giờ Lily lấy cái Lily ca Lily sao cái nhìn em biết đây Lily không có mở nhà ok biết em biết thì biết đi hát có gì Lily nhạc gì Coco Jumbo đi già giá vé cố cố chăm bồ già giá vé mình hát bài đó đi em á hả đúng rồi em sẽ hát bản là mùa xuân đẹp tóc mùa xuân đi cả nhà ơi cao kê đẹp tóc mùa xuân ui cả nó luôn lấy luôn rồi. Hôm nay là mình đến để ủng hộ shop Hồng Loan hả? Đúng rồi à. Em tay sắp đến rồi chị. Không con á, thôi tao không được. Thôi để căn bản bản mọi người xin mọi người. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức qua từng chút bằng tên chiều xuân của sáng tác của Ngọc Châu. Có một chiều thì xuân như thế nắng gặm tràn hôm em ngắn ngay mùa xuân tình xuân có bao giờ chân trời sáng thế như mang em lên đầu gặm anh má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu như mùa xuân đến có tiếng xuân về lòng em vui nắng xuân rơi đầy thì vang rừng rỡ đến bên em ngồi thì khăn khe câu tình yêu ôi chiều xuân xuân đã đến bên tôi nhắn tin tìm khơi xuân đã đến bên người cùng chơi cùng em vui xuân bao ngày vốn cho đời nhớ
bằng xe đón cho người với từng nụ hôn yêu thương. Nhảy lên vô luôn. Ờ, chạy đi, chạy qua nhạc nước ngoài lên. Oh, yeah. Chạy đi, chạy có đi. Có yêu bài này, em rất vui đêm này. Tokyo by night, Tokyo by night, one one sika, one one sika, one one sika, từ nhau không nghĩ nha. Thôi, sao anh mon tơ đi? Chị qua tiếng Campuchia luôn. Campuchia kìa. Anh mon chân ti, nít da đen thui ngàm trắng trắng mông. Hay quá, chị đẹp làm hay quá, hát hay quá. Thôi, thẻ cái tiếng Việt lắm rồi. Vậy giờ... Sắp chăng? Được không? Nó bán dịp. Được. Nhưng mà cái bắt kiến này sao ấy không thấy chồng vậy? Thì gái không có chồng, không có chồng. Không có chồng hả? Bắt kiến không có chồng hả? Độc lạ Bình Dương vậy ta. Độc lạ Bình Dương không có chồng. Em là gái không có chồng. Em là kiến không có chồng. Không có chồng mọi người ơi. Đó. Thì đẹp đi đi thôi. Giọng không mày mua đen mà. Mua đen. Mua đen mà. Gì đâu? Còn chị Ly hát một bản là xứng xứng cho người ta ca đi. Thích bản gì? Thì bấm nghe có bài nào nguyên bài đi em hát cho. Bây giờ tính nhạc bạn mọi người mặt buồn ha. Nhạc trẻ. Nhạc bolero đi. Nó hát nhạc sớm nay không chị? Hát bản gì? 20 giờ đi ha. Ok. Không, giờ này 12 giờ rồi. Đi hả? Mình hát 0 giờ rồi đi. Ờ, 0 giờ rồi, ok, ok. 12 giờ rồi phải 0 giờ rồi. Okay. Không giờ rồi. Anh đâu mà lo lắng nha. Và bây giờ xin mời quý vị xem qua với tiếng hát người đẹp Lily có hai dương bi, tình khúc được mang tên Không giờ rồi. Anh ngủ đi anh ngủ chưa? Em thì ngủ rồi đến nha mấy mọi người. Em chưa có ngủ. Hả? Đợi chồng vào với em. Ngủ sao hát? Sao ngủ được không? Giờ rồi. Chồng của em lúc nào cũng về, qua 12 giờ mới về. Ảnh còn đi ngày nọ nữa, tung tăng với bạn gái nữa mà. Rồi vô. Vô nghe mấy anh với chị. Dạ rồi. Để em diễn nha, để em diễn có khoai có hoa. Không giờ rồi em ngủ đi. Thời đâu mà lo lắng anh ơi, anh nghèo mà biết mến thương nhau, còn hơn giàu có đôi thay mau, chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Đúng rồi mấy anh nghèo hoài sao, họ đổ tay đi ơi. Vậy đâu nói vậy? Chị bó cảnh, chị bó cảnh. Rồi em đi. Chị đẹp lại ôm vai nha Lily đây rồi. Sao em còn thao thức trong đêm, bọn mình nghèo tôm để cho quên ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn nhé em ơi, em suy nghĩ em cho anh đôi chân cùng gần nhau cho thêm bờ tôi nắng. Em ơi gần trời xinh vôi xinh có đâu ai đôi mà em lo, em thao thức hoài tình ơn anh ơi. Hay quá. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai, bọn mình giờ gắn chán đôi tay bằng tinh hạnh phúc ngỡ tương lai, không bao giờ tình nhạc phai. Mọi người thấy hôm nay vui không mọi người? Rồi, vui. Rồi bây giờ mình vào nhà ngoài. Rồi, nhà mình lon nha, ok.